Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cá nướng mắt mạch. Cá mua về chúng ta rửa sạch để ráo nước. Để ướp cá thì bao gồm có hành, băm nhuyễn, ớt, xay, nước mắm, hạt nêm và tiêu. Bây giờ mình sẽ chà sát cái hỗn hợp này lên cá cho nó thấm gia vị. Miếng cá này của mình nó hơi dày, do đó là phải chà cho kỹ. Và sau khi mà chà xong thì chúng ta phải để khoảng 30 phút cho nó thấm. Các bạn có thể làm cá mỏng hơn thì nó sẽ mau thấm gia vị hơn. Đây là cái hạt mắc mạch đây các bạn ạ. Cái này mình mua ở Cao Bằng. Các bạn có thể mua nó ở trên mạng. Chúng ta mua về chúng ta rang cho nó có mùi thơm. Sau đó chúng ta sẽ đem đi xay. Đây là đặc sản của vùng Tây Bắc. Khi mà ướp với thịt với cá thì chúng ta nướng, chúng ta kho nó rất là thơm. Sau khi mà đã rang thơm rồi, chúng ta xay nhuyễn ra. Bây giờ mình sẽ ướp cái hạt mắc mạch này lên cá. Để cá nướng ra mà có màu vàng đẹp thì các bạn phải quết lên cá một cái lớp mật ong. Bây giờ mình sẽ rưới mật ong lên đây, mình chà sát cho miếng cá thì lát nữa cá nó sẽ có màu vàng đẹp và nó sẽ có mùi thơm.
Sau khi mà ướp xong thì các bạn nên để khoảng 15 phút cho nó thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ đi nướng cá. Mình nướng bằng lò, các bạn có thể nướng bằng bếp than, hoặc là nếu không có thì các bạn có thể chiên cũng được. Thì mình sẽ nướng, đầu tiên mình sẽ nướng nhiệt độ là 180 phút và mình để trong 25 phút đầu cho cá chín. Sau đó chúng ta sẽ lật mặt cá lại và chúng ta nướng tiếp thêm 10 phút nữa. Nếu mà cá chưa vàng chưa đẹp, các bạn có thể rưới thêm mật ong để cho miếng cá nó mềm nó thơm, thì các bạn có thể rưới thêm một ít dầu ăn lên cá. Thì đây là sản phẩm mình đã hoàn thành. Miếng cá khi ăn vào nó có vị thơm của cái mắt mật, vị cay của ớt, vị ngọt của cá.